Chào mọi người nha, mà mọi người theo chân anh em mình đi giăng lưới nha. Bèo giăng được hả Phúc? Vậy hả? Thục á, hồi thục không, thử thử thục coi có cá lóc có hút. Ồ, có dính rồi Phúc ơi, nó thấy anh thấy nó liệt liệt rồi kìa Phúc. Dữ vậy. Ở ngoài chợ nó bán 1 mét lưới này nhiêu? Hay là tính dạo em? Mét. Anh mua một 1 mét thì 2.500, mà mua 100 mét thì nó tính có 2.000. Mua số lượng nhiều ha. Đã ha. Cá hình như cá sặc bướm không Phúc? Đây nó dính nè mọi người, dính nó liệt phao luôn nè. Đã không? Thì chá nắng một chút, nắng quá. 10 phút thì anh em mình đi cuốn lưới nha, xem cái thành quả nó là sao. Đây trời hơi chá nắng nha mọi người, thông cảm giùm anh em mình nha. Nãy liệt liệt phao hết rồi. Qua em đi câu em thấy nó nổi dữ lắm. Cá hả Phúc? Ở quê mình là bây giờ là ít cá rồi đó chứ. Chứ ngày trước là cá là bắt thoải mái. Hồi trước thì em đi chạy xong không người cá nó bay lên bờ. Nhóc luôn. Cũng có con phi con không chứ?
Dính cá lóc không? Ồ đã ta, hên lắm đó nha. Ê cái chừng nó dậy mấy phút. Thiệt mà chạy rồi. Không dễ ăn nó đâu. Nói chứ ở đây bây giờ ít cá ít chứ giăng tay lưới này chỉ một dạo thôi là một gia đình đủ ăn rồi đó chứ. Này hồng nướng rồi hay chưa? Ừ, nướng luôn. Nướng coi ăn ngoài vườn cái nó ngọt không? Đây là thành quả của anh em mình này nha mọi người. Đó. Nói chung là cũng được, cũng ngon lành. Đối với quê mình thì giờ lượng cá nó ít rồi, bắt được nhiêu là cũng ngon lành rồi. Có anh này rớt ra nè, sặc sặc đẹp đẹp không phô hút. Sặc đẹp. À, cá gầm. Đây là thành quả của anh em mình nãy giờ giăng lưới mọi người. Đây giờ mình nướng nha. Nướng ăn coi, nướng ăn ngoài vườn này coi nó hưởng thụ cái cảm giác mà ăn cá tươi. Giờ nướng luôn nha. Nướng nha. Đây lý tưởng lắm nha, mùi tre mát mẻ. Giờ nhúm lửa. Cái tre này nó cũng ẩm ẩm phút cái chừng nó không cháy rồi không còn mưa nè. Ngồi nghe ổ kiến lửa ta xui vậy. Ổ kiến lửa này. Trời ơi đâu mà kiến lửa nó lên người mình luôn trời. Trời ơi đây nè, nhúm lửa nãy giờ, bây giờ nướng cá nha mọi người. Cá nướng nha mọi người. Cá nướng đồng quê. Mình mới làm kênh YouTube, anh em nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Này có thêm sử dụng nó ngon hơn nữa. Nhận luôn. Đây thành quả nãy giờ nướng nha anh em. Trà này mà có xị đế ha. Phúc ăn thử em coi ngọt không.
Nóng quá hả? Thôi cái này dân giả nha anh em, ăn ngoài đồng luôn, không mà cảm giác ăn ngoài đồng ngoài vườn nó ngon lắm nha. Nhưng mà đầu tư thiên nhiên lúc nào cũng ngon. Đây cá nướng xong rồi anh em, trắng phao rồi. Ngọt lắm. Ngọt đúng rồi. Thôi anh em mình tới đây kết thúc nha anh em. Chào mọi người nha.